Nữ sinh bị các bạn gái tấn công dẫn đến nhập viện cấp cứu. Tài xế chạy bộ quanh chung cư trốn cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Xét xử phúc thẩm vụ cựu thiếu tá lái xe khiến nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận. Bắt đối tượng giở trò đối bại với bé gái ở Bình Thuận. Triệt phá nhóm bán hàng trăm khẩu súng, hàng nghìn viên đạn trên mạng xã hội. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây một phụ huynh ở Đắk Lắk vừa gửi đơn lên cơ quan chức năng tố cáo nhóm nữ sinh cấp 2 tấn công con gái chị đến mức phải nhập viện cấp cứu, sau đó quay clip tung lên mạng xã hội. Đoạn clip ngay sau đó đã được chia sẻ rầm rộ cùng với những bình luận phản ứng gay gắt trước hành vi bắt nạt quá đáng của nhóm nữ sinh này. Ngày 2 tháng 3, chị Uông Thị Hoàng Linh, sinh năm 1993, trú tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 2, con gái chị là em Trần Nhật Thu Tê, học sinh trường trung học cơ sở Khuê Ngọc Điền, được một bạn tên là K.O. ở xã Cư Cơ Ti chở đi uống trà sữa. Khi đến đầu cầu treo xã Hòa Lễ, em bất ngờ bị nhóm bạn do Nguyễn Thị Hồng Đê, lớp 9A, trường trung học cơ sở Hòa Lễ cầm đầu lao ra tấn công. Chị Linh cho hay, con chị một mình nên không chống cự được và giờ toàn thân bầm tím, đau nhất là vùng đầu, tinh thần hoảng loạn, đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Về nguyên nhân sự việc, theo con gái chị Linh, liên quan đến việc thách thức ẩu đà trên mạng, sau khi bị tấn công, nữ sinh giấu người nhà. Tuy nhiên, do nhóm tấn công em quay clip tung lên mạng xã hội, nên gia đình mới biết sự việc. Lên tiếng về vụ việc này, ông Võ Thanh Hải, phó công an xã Cư Cơ Ti thông tin, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của chị Uông Thị Hoàng Linh và bước đầu đã làm việc với phụ huynh. Hiện nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh bị tấn công đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Tối ngày 1 tháng 3, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tuần tra đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn. Bất ngờ bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, một nam tài xế đã lái xe máy hướng vào chung cư 312 Lạc Long Quân, sau đó bỏ lại phương tiện rồi chạy bộ bỏ trốn. Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 1 tháng 3, cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông khoảng 35 tuổi lái xe máy chở theo người phụ nữ lưu thông qua khu vực vòng xoay Hòa Bình, phường 5, quận 11. Tài xế có biểu hiện không tỉnh táo nên cảnh sát ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Lúc này, người đàn ông không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy hướng vào chung cư 312 Lạc Long Quân. Khi cảnh sát giao thông đuổi kịp, ông này để lại xe máy rồi chạy bộ vòng quanh chung cư bỏ trốn. Cảnh sát phải đuổi theo bám sát. Khi có sự hỗ trợ của công an phường 5, lực lượng chức năng mới giữ được người đàn ông này lại. Tại đây, nam tài xế nồng nặc mùi bia và không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Trong lúc cảnh sát giao thông nhắc nhở kiểm tra, người này vội chạy lên phòng chung cư khóa cửa. Tổ công tác đã lập biên bản nam tài xế lỗi chống người thi hành công vụ, tạm giữ phương tiện và nhờ người dân chứng kiến ký biên bản làm chứng. Liên quan đến vụ cựu thiếu tá lái xe khiến nữ sinh tử vong, sáng ngày 2 tháng 3, ông Hồ Quang Hùng, cha nạn nhân cho biết gia đình ông đã nhận được giấy triệu tập của Tòa án Quân sự Quân khu 5 về việc dự phiên xét xử phúc thẩm vụ án tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Ninh Thuận. Quyết định của Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Minh, 38 tuổi, là cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937 trú Ninh Thuận. Minh là người điều khiển phương tiện gây ra cái chết cho nữ sinh tại Ninh Thuận. Trước đó, bị cáo Hoàng Văn Minh đã bị Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 xử phạt về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau đó, cả bị cáo Hoàng Văn Minh và ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh, đều có kháng cáo. Phiên tòa xét xử phúc thẩm dự kiến vào sáng ngày 12 tháng 3 năm 2024 tại Tòa án Quân sự Quân khu 5 ở thành phố Đà Nẵng. Theo cáo trạng, khoảng hơn 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022, trên đường 16 tháng 4 đoạn phía trước cổng ngân hàng thuộc địa phận phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, ông Hoàng Văn Minh trong khi điều khiển xe ô tô mang biển số 85A07407 do sử dụng điện thoại, thiếu tập trung chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng nên đã để va chạm với xe mô tô biển số 85R91279 do HHA, nữ sinh lớp 12 điều khiển đi từ phía sau lên. Hậu quả làm nữ sinh tử vong. Hành vi của bị can là nguy hiểm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi công an điều tra vụ việc, người đàn ông tên Phạm Văn Võ, 51 tuổi, trú Bình Dương, lại nhận mình là người điều khiển chiếc xe ô tô gây ra tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, trú Ninh Thuận, là vợ của bị can Minh, biết rõ ông Võ đứng ra nhận tội thay chồng và đã khai báo gian dối điều này với cơ quan công an. Trong vụ án, ông Hoàng Văn Minh đã bị Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 2, Quân chủng Phòng không Không quân truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ,
còn Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng cũng bị truy tố về tội khai báo gian dối. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Minh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ diễn ra vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngày 5 tháng 12 năm 2023, Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử Hoàng Văn Minh và tuyên phạt bị cáo Minh 14 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 245 triệu đồng. Mới đây, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang làm việc với một nam thanh niên 29 tuổi, trú thành phố Phan Thiết, để điều tra về hành vi giở trò đồi bại với bé gái sinh năm 2014. Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 3, chị CTH, 41 tuổi, cùng con gái tên LCKL, sinh năm 2014, trú tại thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đến Công an phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, trình báo vụ việc cháu L bị một thanh niên không rõ lai lịch thực hiện hành vi đồi bại. Trước đó vào khoảng 16 giờ 55 phút cùng ngày, chú ruột của cháu L là anh LDL có chở cháu L đến siêu thị Lotte Mart ở thành phố Phan Thiết để chơi với bạn và dặn cháu L khi nào chơi xong thì nhờ người gọi điện cho chú hoặc cô ruột đến chở. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, có một thanh niên đến nói với cháu L có về không để chú trở về, nhưng cháu L không đồng ý thì thanh niên có gọi cho người nhà của bé nhưng không ai bắt máy. Sau đó, cháu L đồng ý lên xe để thanh niên trên trở về. Tuy nhiên trên đường đi, thanh niên không chở bé về nhà mà rẽ sang hướng khác rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu L. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Phan Thiết chỉ đạo Công an phường Phú Thủy phối hợp lực lượng chức năng triển khai biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét đối tượng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Công an thành phố Phan Thiết đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi đồi bại là HMH, đồng thời triển khai lực lượng nhanh chóng truy bắt được đối tượng. Hiện Công an thành phố Phan Thiết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 2 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, thu giữ 230 khẩu súng, 4.750 viên đạn cùng nhiều tăng vật liên quan. Phòng Cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một số tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram giao bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ là súng đạn. Đi sâu xác minh, trinh sát làm rõ số vũ khí trên do Đoàn Quốc Thái 32 tuổi ngụ quận 8 và Trần Bá Lộc 27 tuổi ngụ quận 12 nhập lậu từ Thái Lan, Campuchia rồi cất giấu ở nhiều nơi, bán trên mạng xã hội với giá từ 20 đến 30 triệu đồng trên một khẩu súng, thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng. Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ, lực lượng của BC02 phối hợp với công an các quận 6, quận 8, quận 12, công an quận Bình Tân và huyện Hóc Môn đồng loạt ra quân khám xét các địa điểm liên quan, bắt giữ các đối tượng. Bước đầu, công an thu giữ 230 khẩu súng các loại, 4.750 viên đạn, 23 bình ga, 2 máy ép khoan đạn, 54 hội tiếp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan. Qua xác minh năm 2019, đối tượng Thái đã bị Công an quận 11 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm. Cơ quan công an đang giám định số tăng vật thu giữ để xử lý theo quy định. Vừa qua, Công an thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Bình Dương đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong xe ô tô con. Nạn nhân là ông Trần Quang B, sinh năm 1977, ngụ tại thành phố Dĩ An, là người điều khiển xe ô tô con 61A733XX. Theo một số người dân cho biết, đêm ngày 1 tháng 3, người dân thấy chiếc xe ô tô con 61A733XX đang lưu thông trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn. Khi đến đoạn đường thuộc phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thì bất ngờ thấy chiếc ô tô con trôi ngược. Thấy vậy, các tài xế và người dân hô hoán lấy đá chèn vào bánh ô tô. Khi mọi người kiểm tra thì phát hiện ông B lái chiếc xe ô tô đã bất tỉnh trong xe. Mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu và tìm cách đưa ông B ra ngoài. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đến hiện trường thì ông B đã tử vong. Ngày 1 tháng 3, ông Phạm Thế B, 46 tuổi, trú xã Hải Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã trình báo cơ quan chức năng về việc đàn bò 12 con của gia đình ông bỗng nhiên biến mất trong đêm. Được biết, đàn bò này gia đình ông B đã nuôi được 9 năm và nhốt ở khu vực ven đường, gần trạm y tế xã Hải Dương. Trích xuất camera an ninh của hàng xóm, ông B phát hiện đàn bò bị một người lạ mặt dẫn đi theo hướng cầu Tam Giang vào lúc 0 giờ 5 phút cùng ngày. Sau khi nhận tin báo của gia đình ông B, lực lượng chức năng xã Hải Dương đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm đàn bò cũng như xác định đối tượng có liên quan. Tối ngày 1 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Bạc Liêu tiến hành kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy.
tại một khách sạn trên địa bàn phường 1 thành phố Bạc Liêu. Trước đó vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 29 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an thành phố Bạc Liêu tiến hành kiểm tra, phát hiện một phòng của khách sạn có 5 đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 viên nén màu xanh nghi là ma túy, 2 gói ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 5 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan. Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại hoàn cảnh một gia đình gồm 7 thành viên được ghi nhận tại Lạng Sơn. Theo đó, gia đình này gồm 2 vợ chồng và 5 người con nhỏ cùng đeo nhau trên chiếc xe máy với nhiều vật dụng, đi từ tỉnh Điện Biên đến cửa khẩu Tân Thanh để tìm việc làm, trang trải cuộc sống giữa tiết trời giá rét. Suốt chặng đường 600 km chủ yếu đèo dốc, thời tiết lại rét buốt, cả gia đình 7 người trên chiếc xe máy cũ khiến ai cũng xót xa. Thấy hình ảnh này, nhiều người đã chụp ảnh gia đình này và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay lập tức, loạt hình ảnh đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã ngỏ ý muốn giúp đỡ, hỗ trợ gia đình. Không những vậy, sau khi bài đăng được lan tỏa, điều kỳ diệu đã xảy đến với gia đình đông con này. Qua tìm hiểu, loạt hình ảnh được ghi nhận thuộc về gia đình anh Sùng Pó Tủa ở bản Suối Voi, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Biết được thông tin, Hội Thiện Nguyện Hữu Lũng Lạng Sơn đã liên hệ với Trung tâm Hy Vọng để hỗ trợ cho gia đình này. Cả 7 người trong gia đình sẽ được đưa về Trung tâm Hy Vọng để có chỗ ăn ở trong những ngày thời tiết lạnh giá. Sau đó, khi gia đình đồng ý và hoàn thiện các thủ tục với chính quyền địa phương, đại diện Trung tâm Thiện Nguyện sẽ tìm việc làm cho 2 vợ chồng anh chị, đồng thời nhận nuôi 5 đứa trẻ. Cũng theo đại diện Trung tâm, vợ chồng anh Tủa đều mang theo căn cước công dân, xác nhận dân sự của công an xã tại địa phương. Phía Trung tâm cũng liên hệ với công an địa phương nơi gia đình anh Tủa cư trú để xác minh. Sau đó, gia đình sẽ cần về quê bổ sung thêm 2 giấy khai sinh còn thiếu để trung tâm làm các thủ tục tiếp theo giúp đỡ các cháu đến trường. Cuối bản tin sẽ là một số cập nhật về tin tức văn hóa giải trí nổi bật. Thưa quý vị, sau khi vượt Nhà Bà Nữ để trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại, mới đây, Mai của Trấn Thành tiếp tục gây ấn tượng với thành tích là bộ phim Việt đầu tiên vượt mốc 500 tỷ đồng. Con số 500 tỷ đồng doanh thu của bộ phim Mai được Box Office Việt Nam cập nhật vào chiều ngày 1 tháng 3. Thông thường, nhà phát hành, nhà sản xuất của Mai và đạo diễn Trấn Thành thường công bố các mốc doanh thu muộn hơn Box Office Việt Nam vài tiếng đồng hồ. Trước đó, đại diện Box Office Việt Nam cũng chia sẻ doanh thu của Mai trên nền tảng này có thể cao hơn thực tế 5%. Lý do là Box Office Việt Nam hiển thị doanh thu trước thuế VAT, tính luôn các vé đặt trước và chưa tính đến các mức vé giảm giá khuyến mại. Được biết, bộ phim đạt được thành tích lớn này chỉ sau 21 hoặc 22 ngày chiếu, tốc độ nhanh đáng nể, trong khi Nhà Bà Nữ cần đến gần 3 tháng để đạt con số 475 tỷ đồng. Ban đầu, Mai từng được dự báo khó vượt doanh thu Nhà Bà Nữ vì đây là phim tình cảm, khác với Nhà Bà Nữ là phim gia đình hướng đến đối tượng khán giả rộng hơn. Dù đạt doanh thu cao, gần đây cũng có những ý kiến trái chiều về doanh thu phim khi dư luận phát hiện không ít khán giả dưới 18 tuổi vẫn mua vé chót lọt để vào rạp xem phim Mai. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả dưới tuổi cũng hồn nhiên khoe đã xem phim Mai. Do đó, vinh quang của bộ phim phần nào bị ảnh hưởng. Sau khi Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo kiểm tra rà soát việc này, đã có 4 rạp chiếu phim ở thành phố Hồ Chí Minh bị phát hiện vi phạm và sẽ bị phạt trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.